vì đồng bào tại sao mình lập nó một sức hết sức ý nghĩa khi mà mình thấy hàng vạn mảnh đời khi mình đến ở trên vùng cao á, mình nói sức mình với sức Việt Hương không làm nổi đâu. Dạ. Phải có bà con đồng bào trong và ngoài nước ủng hộ vào cái quỹ đó để rồi lấy tiền lãi đó. Đây là cái tài khoản của Đoàn Ngọc Hải công khai mà. Giống như là Đại Nghĩa cũng làm vậy. Vâng. MC Đại Nghĩa cũng có một tài khoản An Vui. Tài khoản đó thì tạm gọi là quỹ vì đồng bào. Vì đồng bào. Dạ. Thực ra thì mình muốn rằng là cái quỹ này á có thật nhiều tiền để có tiền lãi hàng tháng. Dạ. Tiền lãi mình mong 1 tỷ một tháng. Dạ. Để sao để mổ được mấy trăm trường hợp mổ tim cho các cháu dân tộc. Tại sao mình lại thương họ? Không phải họ nghèo, không phải họ không thông minh, không phải họ lười biếng. Dạ. Thực sự là họ không có cơ hội. Không có cơ hội. Yeah. Họ cứ quay đi quay lại không có cái gì để được kiếm tiền hết. Nếu như mà mình cứ đem theo cho con cá hoài thì họ chỉ biết ăn con cá đó thôi. Mình thế không thôi. Có cho họ một cái cần câu. Quý vị ơi, có thể là Việt Hương sẽ xin anh Hải một cái ngày nào đó mà anh em cởi có duyên là Hương lại lên đây tâm sự với anh nữa. Yeah. Bây giờ Việt Hương đang nói chuyện với quý vị trên cái xe của anh Đoàn Ngọc Hải. Và số tài khoản Việt Hương sẽ cho chạy dưới này. Và cái quỹ này là quỹ vì đồng bào. Và quỹ này là anh Đoàn Ngọc Hải lập ra cá nhân, cũng như là MC Đại Nghĩa lập ra một cái tài khoản An Vui vậy đó. Thì anh Hải cũng lập ra một cái tài khoản này với mong ước là quý vị hỗ trợ để mình lấy được cái tiền lời đó. Ảnh mua được cả 1000 hộp sữa, ảnh có thể mổ được 1000 bệnh nhân mà mổ tim, mổ mắt, ví dụ như vậy. Là những cái quỹ này anh hoàn toàn xài và công bố công khai với cái quỹ của anh Đoàn Ngọc Hải là quỹ vì đồng bào. Thì cái này công khai cho ai thì cái tiền chuyển đó khoản. Chuyển khoản là nhìn thấy liền, không được dùng tiền mặt. Dạ, ảnh sẽ cho mọi người nhìn thấy liền cái số tiền này đó. Thì một lần nữa Việt Hương xin cảm ơn anh đã bất ngờ cho Hương một cái niềm vui rất lớn vào sáng ngày hôm nay. Và Việt Hương sẽ đồng hành chung với anh Hải nếu anh Hải đổi chiếc xe này. Việt Hương sẽ tặng cho anh Hải một chiếc xe để cho ảnh có thể chở nặng hơn, chở nhiều sữa hơn và ảnh có thể chở bệnh nhân một lúc nhiều người trên trên xe. Dạ. Và cái lớn mong ước lớn nhất mà nãy giờ Việt Hương ngồi trên này là anh có sức khỏe để ảnh làm được cái công việc ảnh thích. Và Việt Hương mong là quý vị khi xem cái này, quý vị share cái clip này ra, có thể là những người chưa bao giờ có duyên gặp hai anh em Hương với Hải, anh Hải và Việt Hương, thì khi mà xem cái clip này, thấy cái tài khoản đó cảm thấy vui lòng thì tặng vào trong tài khoản để hỗ trợ một hộp sữa, một ly sữa, một lon sữa, hoặc là một triệu đồng, một miếng thịt cho những người nghèo khổ hơn mình. Việt Hương xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và em xin cảm ơn anh Hải. Một lần nữa em vẫn nói với anh Hải là bất kể giờ phút nào hoặc là ngày nào mà anh Hải nghĩ là anh Hải muốn đổi chiếc xe này, Việt Hương sẽ đồng hành với anh. Còn đi trên quãng đường có lỡ khi mà ngặt quá mà anh không có thể nào rút được tài khoản mà anh phải móc tiền túi mà anh không còn tiền tươi, anh cứ gọi cho Việt Hương một số điện thoại của em sẽ gửi cho anh và anh nói là Hương ơi gửi cho người này ngay, thì em sẽ hỗ trợ anh Hải bất kể trên quãng đường. Đó là cá nhân Việt Hương và cá nhân anh Hải. Rồi. Đúng không? Dạ, chào. Đây. Chào chị. Nghĩa ơi, tại vì trên này có cái một cái chỗ thôi, cho nên là chị đã dành chiếm sẵn chị ngồi trên này. Không sao hết trơn, em đó đem đón chị, anh mà em mời anh chị xuống đây. Cảm ơn chương trình Con Ở Đời đã cho Việt Hương một buổi sáng rất là vui. Và bây giờ đã gặp được MC Đại Nghĩa rồi, vui quá. Mời anh Hải và Hương cùng xuống luôn. Dạ.